Anh làm ơn cho em hỏi thăm. Hỏi gì? Nghe đồn ở đây có gà phải không anh? Ừ, có gà. Ở đây có gà phải không? Có gà. Ở đây em muốn biết đích xác là con gà anh khoảng mấy ký á? 42 ký. 42 ký. Hết hồn mày. Ở đây anh có con gà nào mà tầm độ khoảng 2 ký 8 không? Đó mà... đó. Ủa sao anh cứng họng nha? Mày có khùng không? Khùng gì? Gà gì gà 2 ký 8? Có mà. Con gà của tao ở đây á, nổi cái ức của nó không 4 ký. Anh làm như em mới biết chơi gà. Con gà gì mà cái ức 4 ký dữ trời.